Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính từ 18 giờ ngày 10 tháng 12 đến 18 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021. Thông tin ca nhiễm COVID-19. Từ 18 giờ ngày 10 tháng 12 đến 18 giờ ngày 11 tháng 12, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 337 ca mắc mới, bao gồm 6 trường hợp người về từ ngoài tỉnh. Tỉnh Đồng Nai 1, tỉnh Cà Mau 1, thành phố Cần Thơ 4. 76 trường hợp là F1 được cách ly tập trung. Huyện Châu Thành 6, huyện Châu Thành A 14, thành phố Ngã Bảy 6, huyện Phụng Hiệp 20, thành phố Vị Thanh 13, huyện Vị Thủy 17. 8 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa tại huyện Châu Thành A. 247 trường hợp là ca mắc cộng đồng mới ghi nhận. Huyện Châu Thành 73, huyện Châu Thành A 16, thành phố Ngã Bảy 31, huyện Phụng Hiệp 59, thị xã Long Mỹ 18, thành phố Vị Thanh 39, huyện Vị Thủy 11. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 9.568 ca mắc, đã được Bộ Y tế công bố 8.411 ca, trong đó có 1 ca mắc là người về từ Campuchia, 1.143 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh, 2.791 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 4.960 ca mắc là trong cộng đồng và 673 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tình hình điều trị bệnh COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày 299 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hậu Giang đã điều trị khỏi 6.076 ca. Tử vong tại tỉnh trong ngày có 1 ca. Tính thời điểm hiện tại, cả tỉnh Hậu Giang đã có 28 trường hợp tử vong. Thông tin ca tử vong. Bệnh nhân TTT, địa chỉ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU Bệnh viện Phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 20 giờ 35 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021. Số ca chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca và điều trị khỏi 2 ca. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 3.461 ca, trong đó điều trị tại trung tâm ICU Bệnh viện Phổi tỉnh 54 ca, Bệnh viện Dã chiến Vị Thủy cơ sở 1 183 ca, Bệnh viện Dã chiến Châu Thành A 200 ca, Bệnh viện Dã chiến Châu Thành 226 ca, Bệnh viện Dã chiến Vị Thủy cơ sở 2 trung đoàn 114 197 ca, Bệnh viện Dã chiến Châu Thành A cơ sở 2 125 ca, Bệnh viện Dã chiến Phụng Hiệp cơ sở 3 212 ca, Bệnh viện Dã chiến Hậu Giang 347 ca, Bệnh viện Dã chiến Ngã Bảy cơ sở 2 598 ca, Bệnh viện Dã chiến Công an tỉnh cơ sở 1 56 ca, Bệnh viện Dã chiến Vị Thủy cơ sở 3 2 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Châu Thành A 199 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Nguyễn Văn Trỗi thành phố Vị Thanh 99 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngô Hữu Hạnh huyện Châu Thành 58 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cũ 85 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thành phố Ngã Bảy 199 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường mẫu giáo Thuận Hưng huyện Long Mỹ 53 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Đội Cũ huyện Long Mỹ 55 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Trung tâm Văn hóa Hiệp thể thao thị xã Long Mỹ 87 ca, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 chi cục thuế huyện Phụng Hiệp 154 ca và khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường mẫu giáo Cây Dương huyện Phụng Hiệp 71 ca. Ngoài ra còn 201 ca đang chờ phân tầng điều trị. Tình hình giám sát phòng chống dịch COVID-19. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 11 tháng 12 năm 2021 là 504 người, giảm 100 người so với ngày 10 tháng 12 năm 2021. Đã cách ly tại nhà 14 người, thực hiện khai báo y tế 490 người. Tổng số cách ly tập trung hiện còn 720 người, trong đó có 633 F1, 50 người về từ ngoài tỉnh và 37 trường hợp khác. Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 3.425 người. Số người được tự theo dõi sức khỏe hiện còn 4.901 người. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày 1.714 mẫu.
trong đó test kháng nguyên 79 mẫu, ATPCR 1635 mẫu. Tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Đến cuối ngày 11 tháng 12 đã tiêm được 1.525 liều, 515.174 người trên 536.163 người, đạt tỷ lệ 96,09%, trong đó 485.351 người đã tiêm 2 mũi, 29.823 người mới tiêm mũi 1. Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Tính đến cuối ngày 11 tháng 12 đã tiêm được 140.393 liều, 71.065 người trên 70.423 người, đạt tỷ lệ 100,91%, trong đó 669.328 người đã tiêm đủ 2 mũi, 1.737 người mới tiêm mũi 1. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vaccine đã tiêm là 1.140.918 liều, 586.239 người, trong đó 554.679 người đã tiêm đủ 2 mũi, 31.560 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 96,65% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Ngày 11 tháng 12, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 mới từ 319 đến 750 ca. Trong ngày 11 tháng 12, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 mới từ 319 đến 750 ca. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận số ca nhiễm cao nhất, tỉnh Cà Mau giảm 100 ca so với ngày 10 tháng 12. Ngày 11 tháng 12, thành phố Cần Thơ có thêm 689 ca nhiễm COVID-19, 871 ca được điều trị khỏi. Thống kê trên bản đồ dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, 3 ngày qua số ca nhiễm mới đều dưới 700 người, còn số ca điều trị khỏi thì cao hơn, từ 871 đến 933 người. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến đây, thành phố này đã có 36.909 ca nhiễm, trong đó có 19.382 ca điều trị khỏi. Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất các tỉnh, thành miền Tây với 750 người, tăng 6 ca so với hôm qua, trong đó có 322 ca trong cộng đồng, 10 ca tử vong. Tổng số ca dương tính trên địa bàn đến đây là 29.561 người, hiện đang điều trị 8.323 ca, trong đó 7.994 ca không triệu chứng, triệu nhẹ, 347 ca tử vong. Phía Đồng Tháp là tỉnh Bến Tre ghi nhận 736 ca mắc mới trong ngày, gồm 720 ca cộng đồng, 16 ca trong khu cách ly, thêm 5 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 14.672 ca, trong đó có 6.862 ca được điều trị khỏi ra viện, 84 ca tử vong. Cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh đạt 98,1%, trong đó 85,7% dân số tiêm đủ 2 mũi. Riêng trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 98,6% kế hoạch. Đứng thứ 3 là tỉnh Cà Mau với số ca mắc mới là 722 người, thấp hơn hôm qua 100 ca. 369 ca điều trị khỏi và 4 ca tử vong. Lũy kế trong năm 2021, tỉnh này đã có 15.750 người mắc COVID-19, trong đó có 7.969 người điều trị khỏi, 69 người tử vong. Hiện đang điều trị 7.794 người, trong đó có 4.743 ca điều trị tại nhà. Cạnh đó, tỉnh đã có 87,88% người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỉnh Tiền Giang sau nhiều ngày ghi nhận F0 mới mỗi ngày thấp, thì hôm nay đã có số ca mắc mới cao với 545 người, gồm 73 ca trong cộng đồng. Số còn lại ghi nhận trong khu cách ly phong tỏa, thêm 10 ca tử vong. Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 28.209 ca nhiễm COVID-19. Trong số này có 21.676 ca được điều trị khỏi. Cạnh đó, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 2 đạt tỷ lệ 93,7%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 83,2%. Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 576 ca nghi nhiễm trong ngày, trong đó có 397 ca cộng đồng, thêm 7 ca tử vong. Từ đầu năm đến nay, tỉnh này ghi nhận 16.991 ca nhiễm đã công bố và 576 trường hợp nghi nhiễm mới do Bộ Y tế công bố. Trong đó đã điều trị khỏi 12.502 ca và có 151 ca tử vong. Tỉnh Trà Vinh hôm nay phát hiện 456 ca mắc mới, trong đó có 375 ca trong cộng đồng, 68 ca trong khu cách ly, 8 ca là người ngoài tỉnh về và 5 ca tại cơ sở y tế, thêm 2 ca tử vong. Toàn tỉnh đã có 11.512 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 3.950 ca, có 69 người tử vong. Tỉnh An Giang ghi nhận 319 ca nhiễm mới trong ngày, trong đó 225 ca cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh có 27.044 ca nhiễm.
nhiễm dương đã điều trị khỏi cho 21.989 ca, trong ngày có thêm 18 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 594 người. Cập nhật đến 6 giờ ngày 11 tháng 12, tỉnh Bạc Liêu có thêm 505 ca nhiễm, 737 ca bình phục, 5 ca tử vong. Lũy kế đến nay, tỉnh này đã có 19.025 ca nhiễm, trong đó có 12.756 ca bình phục, 159 ca tử vong, hiện đang điều trị 6.110 ca, trong đó có 666 ca điều trị tại nhà. Cạnh đó, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 của trẻ 12 đến 17 tuổi đạt 25,93%, tỷ lệ này với người trên 18 tuổi là 87,08%. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong ngày 10 tháng 12, tỉnh này ghi nhận thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng số người tử vong lên 28 người. Tính từ tối mùng 9 tháng 12 đến tối ngày 10 tháng 12, tỉnh này ghi nhận 394 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 264 ca mắc cộng đồng, 11 ca là người về từ ngoài tỉnh, 93 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó. Tính từ đầu đợt dịch đến tối ngày 10 tháng 12, Hậu Giang ghi nhận 9.231 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 5.777 ca, đang điều trị 3.424 ca. Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính từ tối mùng 9 tháng 12 đến tối ngày 10 tháng 12, tỉnh này ghi nhận 348 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong toàn tỉnh lên 24.660 ca. Địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là thành phố Rạch Giá với 6.067 ca. Dạ vâng, cảm ơn bà con đã theo dõi video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các địa bàn khu vực lân cận tỉnh Hậu Giang. Nhờ bà con mình chia sẻ cũng đăng ký kênh Miền Tây Hậu Giang để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các tỉnh lân cận. Vâng, xin chào hẹn gặp lại bà con mình trong cái buổi phát video tiếp theo.